Xin kính chào quý vị. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Vụ án liên quan đến người mẫu Ngọc Trinh hiện vẫn đang được sự chú ý đông đảo từ dư luận xã hội. Theo đó, vào sáng mùng 2 tháng 2, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức do bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh, người mẫu Ngọc Trinh 35 tuổi và Trần Xuân Đông 37 tuổi, ngụ quận 7 thực hiện. Trước khi hội đồng xét xử vào nghị án, Ngọc Trinh đã có lời nói sau cùng tại tòa khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Cụ thể, Trần Thị Ngọc Trinh trình bày: "Do bản thân chủ quan, thiếu nhận thức đã phải trả giá bằng những vết thương, vết sẹo của mình. Trên hết, bị cáo đã bị tạm giam 3 tháng và bị đưa ra xét xử." Ngọc Trinh cũng cho biết bản thân không cố tình biết luật mà phạm luật, mà hành động của Trinh là bộc phát, chỉ nhất thời sai phạm lúc nào không biết, đến khi nhận thức sai trái thì đã quá muộn và đây là điều Ngọc Trinh chưa từng nghĩ tới. Bên cạnh đó, Ngọc Trinh cũng nói mình rất nhớ người thân, thật sự sai và có lỗi. Ngọc Trinh gửi lời xin lỗi đến những người mà cô đã làm liên lụy đến trong vụ án này. Đồng thời, cũng tại phiên tòa, bị cáo Trần Xuân Đông trình bày trong quá trình tạm giam, ý thức hành vi, ăn năn hối lỗi về hành vi của bị cáo. Sau đó, bị cáo Đông đã bật khóc, mong hội đồng xét xử xem xét khoan hồng cho bị cáo mức án nhẹ nhất, sớm trở về với gia đình. Trước đó, tại phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Trần Thị Ngọc Trinh 6 tháng đến 9 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Đối với Trần Xuân Đông, Viện Kiểm sát đề nghị 6 đến 9 tháng tù tội gây rối trật tự công cộng và 6 đến 12 tháng tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt là từ 12 đến 21 tháng tù cho cả hai tội. Theo đại diện Viện Kiểm sát, việc bị cáo Ngọc Trinh và Xuân Đông tụ tập trên đường giao thông, chạy và biểu diễn nhiều hành vi nguy hiểm trên xe phân khối lớn, đi với tốc độ cao, xâm phạm đến trật tự công cộng, đe dọa đến tính mạng sức khỏe của người khác, gây mất an ninh trật tự. Trong khi đó, bị cáo Trinh là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, được nhiều người theo dõi, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức lối sống văn hóa ứng xử của giới trẻ. Sáng 2 tháng 2, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử vụ gây rối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức liên quan đến bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh, người mẫu Ngọc Trinh và bị cáo Trần Xuân Đông. Tại tòa, những người quay video giúp Ngọc Trinh đều khai không có kế hoạch bàn bạc từ trước với nữ người mẫu. Quá trình biểu diễn, Trinh chỉ đạo Nguyễn Thị Thúy Kiều, trợ lý của Trinh và Nguyễn Thành Long, tài xế của Trinh, cùng với Tăng Duy Khánh, bạn của Long, chuẩn bị điện thoại flycam quay lại. Sau đó, Trinh biên tập các đoạn video clip này và đăng tải trên trang cá nhân nhằm mục đích gây sự chú ý. Hội đồng xét xử xét hỏi người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Họ là những người quay clip khi Ngọc Trinh thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm. Tại tòa, Tăng Duy Khánh, người quay phim cho Ngọc Trinh trình bày, đều có mặt vào ngày 6 tháng 9 năm 2023 và 6 tháng 10 năm 2023, mang theo flycam đến hiện trường để quay cho Ngọc Trinh. Và không biết phải có giấy phép mới được sử dụng flycam. Khánh quen Trần Thanh Long, tài xế của Ngọc Trinh vào ngày 2 tháng 9. Khánh nghe Long nói Trinh tập chạy xe nên xin đi theo để tập dùng flycam. Sau khi quay xong, Khánh gửi video dữ liệu cho Trinh xem. Khánh không bàn bạc hay có mục đích bàn bạc gì từ trước. Nguyễn Thành Long, tài xế của Trinh trình bày. Long là tài xế của Trinh, có nhiệm vụ chở Ngọc Trinh đến chỗ tập lái xe và ngồi ở đó đợi. Long không có lên kế hoạch từ trước, không bàn bạc với Khánh để quay video giúp Ngọc Trinh. Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều, trợ lý của Ngọc Trinh trình bày, do là trợ lý của Ngọc Trinh ở chung nhà nên đi đâu cũng đi cùng. Vào các buổi Ngọc Trinh tập chạy xe đều có mặt của Kiều. Việc Trinh tập lái xe mô tô, thời gian, địa điểm tập xe đều không báo cho Kiều biết. Thúy Kiều có quay video giúp Ngọc Trinh vì đó là thói quen hàng ngày của hai chị em. Ở nhà, đi đâu, làm gì cũng quay video lại. Nhưng việc Trinh biên tập, đăng video đều không bàn bạc với Kiều. Cũng theo cáo trạng, các video và hình ảnh lái xe nguy hiểm của Trinh và Đông đã được Trinh biên tập và đăng tải lên tài khoản mạng xã hội TikTok Ngọc Trinh 5 video và tính đến 10 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2023 đã nhận được 478.000 lượt thích, 4.881 lượt bình luận. Tài khoản Facebook Trần Thị Ngọc Trinh, cô bé ăn hàng đã thu hút 5.900 lượt tương tác. Đối với Nguyễn Thị Thúy Kiều, Tăng Duy Khánh, những người Trinh nhờ quay phim, những người này là những người làm thuê cho Trinh.
nhận thức chủ quan của họ là họ chỉ là người làm thuê theo yêu cầu của Trinh. Do đó, cơ quan điều tra không xử lý họ tội gây rối trật tự công cộng. Theo hội đồng xét xử, có căn cứ để xác định trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 10 năm 2023, bị cáo Trinh mặc dù không có giấy phép lái xe phân khối trên 150cc, tức bằng A2, Trinh đã rủ Trần Xuân Đông đến các địa điểm là những tuyến đường giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để cùng thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm như thả hai tay, nằm trên yên xe, quỳ gối trên yên xe, mô tô phân khối lớn. Đồng thời, Trinh đã chỉ đạo phân công Nguyễn Thị Thúy Kiều là trợ lý của Trinh, Nguyễn Thanh Long là tài xế của Trinh và Tăng Duy Khánh là bạn của Long chuẩn bị điện thoại Flycam để quay lại quá trình Trinh và Đông thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm. Sau đó, Trinh biên tập lại và đăng tải các video này lên các trang mạng cá nhân của Trinh nhằm mục đích gây sự chú ý. Tại phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát cho biết bị cáo Ngọc Trinh có nhiều đóng góp cho xã hội, làm từ thiện, bị cáo Đông là con, gia đình có công cách mạng, nên đã đề nghị mức án dưới khung hình phạt đã truy tố. Trong phần tranh luận, luật sư bào chữa cho bị cáo Trinh cho rằng hành vi của bị cáo Trinh mang tính chất bộc phát nên không có yếu tố tổ chức. Cạnh đó, luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo Trinh được hưởng mức án treo. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát đối đáp rằng các bị cáo thực hiện hành vi nhiều ngày chứ không phải là một ngày. Nếu là bộc phát thì thực hiện một ngày rồi sẽ dừng lại. Ngoài ra, các bị cáo còn bàn bạc thời gian, địa điểm và phân công cho người lên quay phim. Viện Kiểm sát cũng cho biết trong vụ án này, Viện Kiểm sát cũng đã áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Trinh để đề nghị mức án dưới khung hình phạt đã truy tố, còn việc được hưởng án treo hay không sẽ do hội đồng xét xử quyết định. Đại diện Viện Kiểm sát cũng cho biết, Viện Kiểm sát truy tố bị cáo Trinh và Đông về tội gây rối trật tự công cộng không phải dựa vào việc đăng tải các clip trên mạng, mà việc đăng tải các clip trên mạng chỉ là hệ lụy của hành vi này. Hành vi để cấu thành tội gây rối chính là biểu diễn phản cảm trên xe phân khối lớn trên đường giao thông có nguy cơ làm mất tình hình trật tự tại nơi công cộng. Nói lời sau cùng, bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh trình bày do bị cáo chủ quan, thiếu nhận thức và đã trả giá bằng những vết thương vết sẹo của mình. Trên hết là bị cáo đã bị tạm giam 3 tháng qua và bị đưa ra xét xử. Bị cáo không cố tình biết luật mà phạm luật. Hành động của bị cáo là bộc phát, chỉ nhất thời sai phạm lúc nào không biết. Đến khi nhận thức sai trái thì đã quá muộn. Đây là điều bị cáo chưa từng nghĩ tới. Bị cáo Trinh mong hội đồng xét xử xem xét khoan hồng. Bị cáo rất nhớ người thân, thực sự sai và có lỗi. Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi đến những người mà bị cáo đã làm liên lụy đến trong vụ án này. Trinh nói. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng. Theo hội đồng xét xử, mặc dù bị cáo được tuyên cho hưởng án treo, thuộc trường hợp được trả tự do ngay tại tòa, tuy nhiên bị cáo phải trở về trại giam để làm thủ tục và sau khi làm thủ tục xong sẽ được trả tự do trong ngày hôm nay. Đối với Trần Xuân Đông, hội đồng xét xử tuyên phạt 1 năm tù tội gây rối trật tự công cộng và 6 tháng tù về tội sử dụng giả của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt là 1 năm, 6 tháng tù cho cả hai tội. Trước đó, bị cáo Trần Xuân Đông trình bày, trong quá trình tạm giam ý thức hành vi ăn năn hối cải về hành vi của bị cáo. Sau đó, bị cáo Đông bật khóc, mong hội đồng xét xử xem xét khoan hồng cho bị cáo mức án nhẹ nhất để sớm về với gia đình. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.